file của bạn có nhiều zip và bạn muốn đặt mật khẩu cho một zip bất kỳ để tránh chỉnh sửa nội dung bên trong. Bạn làm theo hướng dẫn trong cuốn sách này nhé. Tại zip mà bạn muốn khóa, bạn vào thẻ review, chọn Protect Zip. Hộp thoại xuất hiện. Tại đây, bạn điền mật khẩu của zip, bạn gõ mật khẩu. Ok, tiếp theo, bạn nhắc lại mật khẩu vừa tạo. Ok, và bây giờ khi bạn muốn chỉnh sửa nội dung bên trong, nó sẽ hiển thị thông báo như thế này nhé. Và không cho bạn chỉnh sửa. Để bỏ mật khẩu, bạn làm như sau. Bạn vào thẻ review, chọn Unprotected Zip và gõ lại mật khẩu mà bạn đã tạo ban đầu. Ok, sau khi bỏ mật khẩu thì bạn có thể chỉnh sửa nội dung bên trong được nhé. Bằng cách này, bạn sẽ dễ dàng bảo vệ được file tài liệu của mình nhé.